Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm nay thì bây giờ mình đã lên đến nhà anh chứ bốn vợ đấy. Đồ đạc gạo muối mắm mì chính cho anh ấy để ăn Tết, mì tôm bánh kẹo và nói ăn Tết thôi nhưng mà Tất Thắng vẫn phải mua đồ này, giò, măng, bánh chưng, rau, giá đỗ. Đấy. Thì tại sao là Thắng phải mua đồ như này ăn Tết? Đấy. Nói thật là họ rất là còn nghèo. Nhà anh ấy hôm qua điện ấy, cho mình với cả anh Hải, mình điện hỏi thì anh Hải nói bảo là có con gà rồi ăn Tết. Nhưng mà hỏi khoảng bao nhiêu? Khoảng cân 1, cân 2 thôi. Thế là thương, bảo là thôi, đừng có làm cái gì nữa. Mổ gà thì mổ con gà cân 1, cân 2 rồi thì thôi, đừng có mua thêm cái gì để em mua đồ lên. Thì bây giờ tôi lên ở nhà em nhờ súng đi về đây nhưng mà nó hơi muộn. Bây giờ khoảng 11 giờ rưỡi rồi. Nhưng mà về thôi, anh em nấu một bữa cơm ăn Tết mấy nhà anh chứ. Tại vì từ giờ ăn Tết là tôi sẽ không quay lên nữa. Đấy. Tại sao là ăn Tết đây như này là lần đầu tiên tôi làm cái nhà, thì là nhà làm cho nhà anh chứ. Ngày xưa cũng chưa biết kinh nghiệm làm nhà đấy, thì cứ xây ô to oành lên như này giữa đất trời, thì nhận nhau như là anh em rồi. Anh chứ về nhà tôi, tôi về nhà anh chứ và đưa anh chứ đi rất là nhiều nơi, và cũng quý tính cách của anh ấy rất là thật thà đấy. Thế nên là ăn bữa cơm như ăn Tết với nhà anh ấy. Hôm trước điện rồi cứ bảo lên đi lên đi, nhưng mà qua bảo Vi Hải hỏi mà có mỗi con gà cân 1, cân 2. Anh sự anh còn cười kìa. Đấy. Gà có cân 1, cân 2 thì cũng gọi ăn Tết, nhưng mà thôi là quý nhau lên tí là mừng tuổi cho con anh ấy nữa. Thôi nhá, bây giờ tôi sẽ đi vào đây. Răng cái dây gì mà ghê này anh chứ ơi. Hả? Xung quanh nhà này. Anh chứ ơi. Anh Hải, răng cái dây gì đỏ đỏ đây? Răng để em ấy chuẩn bị xếp đá. Cái nhà. Xếp hàng rào đá. Cho bánh bánh kia cho em bé đấy. Bánh trong đấy. Anh đưa cho vợ anh. Xếp hàng rào đá cơ à? Rộng như này cơ à? Đây. Này, đồ này. Bỏ vào để nấu ăn. Bánh chưng, đồ nhá, giò. Cẩn thận nhá, tuột. Ai cắt tóc kìa. Nhìn này, đẹp trai như diễn viên điện tử ấy nhỉ. Cái giường này chưa lắp à? Giường này vẫn chưa lắp à? Thế tối nay em ngủ ở đâu? Tối nay em ngủ ở đâu? Giường nào? Giường này. Giường này á? Không phải à? Biết cái gì cả? Thế đâu gà, gà đâu? Gà mổ chưa? Mổ chưa. Mấy cân gà, mấy cân? Không cân. Không cân á? Thế anh Hải bảo khoảng cân 1. Chưa ăn Tết. Mời dám mời em Thắng lên ăn Tết mà gà đâu? Gà đâu, mổ đâu? Chỗ vụ ra. Đâu? U đây à? Rồi rồi, ok ok. Ui dồi, con chó lớn nhanh nhỉ. Nhà này mát tay đấy nhỉ. Ừ, 500 đồng rồi à. Xem lợn nào. Đâu con lợn nữa rồi. Chết một con nhỉ. Còn hai con này lớn nhanh nhỉ? Ừ, lớn nhanh. To ấy nhỉ? Con này lớn nhanh nhỉ? Ui dồi, hắn căng căng cái dây này rộng thế. Hả? Anh xếp cái hàng rào đá này rộng thế cơ à? Không. Hả? Ui dồi. Đây, vòng hết ra đây như này. Đấy. Ui dồi. Dài quá. Có phải thuê ai xếp hộ không? Máy chắn mét dài. Ừ.
Bây giờ khu chỗ kia hết sạch nước rồi anh chứ? Cái chỗ mỏ cái nước kia hết sạch rồi á? Hết sạch rồi. Không còn chỗ nào nữa à? Vắt ở trên Hồ Chiêng trên bao về đó mà. Bây giờ phải chở đi chở rồi à? Đấy. Không lâu quá. Ừ. Khoảng 1 tháng. Năng lượng ấy. Đây là anh xem buổi sáng lắm. Chói luôn mắt. Bộ này cũng không là bộ khủng đấy. Điện này em mà không dùng hết ra còn bán đi luôn được. Nhiều lắm. Đấy. Cái này thì là cái để cắm sạc điện thoại. Đây này, cắm sạc điện thoại vào đây này. Hôm nay trời nắng như này thì thoải mái. Cái này là để tích điện xuống. Đúng, không cái này cục chuyển đổi, còn trên kia mới là tích điện, thu năng lượng. Đưa điện nó tích về đây này. Ừ. Thu năng lượng đưa điện về đây. Đúng rồi. Bảo ăn Tết nhưng mà ui giời cơm đây à? Ui giời. Đây là hàng. Ừ. Gà ăn Tết to đấy. Được mà. Trong ra bỏ cái chân đi xong là để cho bà luộc đi. Ừ, xóc muối. Tay giống như tay mèo ấy. Tay mèo gọi là ruộng đẹp hơn. Cái này cho vào phun à? Đó. Đâu luộc luôn chứ. Anh thấy ở đây mát không? Quá mát, nhà quá đẹp luôn đúng không? Rộng nhất luôn từ trước đến giờ luôn. Anh vừa đi chở nước về à? Thế tối hôm qua bảo nấu cơm xong rồi chờ em Thắng lên thôi mà sao bây giờ lên vẫn đang nấu? Đó, không biết đâu, ra sớm ra muộn. Ừ. Làm sớ là không nóng. Ừ. Sợ nó nguội gì? Kinh quá. Ừ. Thế xếp đá này thì đã có chuẩn bị đá về chưa? Đã có chưa, người chưa. Thế đã có người làm chưa? Chưa. Chưa có người làm à? Làm nó xong rồi. Bây giờ mới căng dây sẵn thế thôi gì? Đấy. Mình chút đo cả tất là mấy mét dài. Ừ. Đấy, cái mật đấy bỏ đi đắng lắm. Cho anh Hải anh uống rượu. Úi dồi. Đổ cái nước kia đi em. Anh cắt tóc ở đâu đấy? Bố của em giúp cắt rồi. Bố cắt cho. Và bỏ cả cái lồng chết kia em ơi. Không có tỉa để cắt tóc. Ừ. Cắt tóc một lần là 20.000 nhỉ. Ừ. Không có tiền là bảo ông bố cắt cho à? Cắt bằng kéo à? Kéo. Cắt đẹp chứ. Ừ. Cắt thế này không mất tiền. Đấy, răng lại răng của ông ấy. Nếu mà tối mất điện cái ông chỉ nhe răng cái nên là lé phát có được nhìn thấy đường luôn. Anh chứ nhở? Răng này. Mình chỉ buổi tối mình chỉ nhe ra cái thôi là sáng luôn. Được rồi đấy, cho vào đi.
trên to chưa? Hiếm rau lắm, mùa này không có rau đâu. Có rau cải đâu. Ừ. Có những cái lá này như lá. Súp lơ mua 10.000 ba cái cây bé đúng bằng này. Một cây đúng đúng. Sợ thật đấy. Rau đắt kinh khủng. Đây này, 10.000 ba cây. Nó đúng cái nụ nụ lên. Anh rửa cái thớt đi để tí nữa thái giò mới thái ấy. Anh ạ. Thái băm chặt thịt gà. Cá quậy đấy anh ạ. Quậy đấy. Hôm nay anh chở được mấy can nước về? Hôm qua chở 2 can. Thế còn mấy can, bây giờ còn bằng ngày thế à? Tí lại phải đi chở à? Có đủ nước ăn, đủ làm tí nữa không? Cái mỏ nước ngoài này thì hết sạch rồi à? Khô hết rồi à? Thế là phải chở lên tận cái hồ trên xã chở à? Đấy. Đây chỉ làm là ăn là uống nó không không mất nó nhiều. Thế nước tắm ở đâu? Không tắm à? Tắm chứ. Có tắm không? Có chứ. Bao lâu tắm một lần? Chắc là 2-3 hôm. 2-3 hôm tắm một lần à? Ừ. Hay là một tuần? Một tuần chịu quá. Nha. Ui cái thớt của anh ghê quá, lâu rồi chưa chặt dao ấy. Đấy. Hả? Lâu rồi không dùng đến thịt phải không? Không có thịt. Không có thịt ăn phải không? Chỉ ăn rau cải. Chỉ ăn rau cải thôi thì không dùng đến thớt phải không? Đấy. Làm gì? Làm gió này. Gọn gió đây á? À? Nó bận rồi, hôm nay nó bận. Chắc là anh mời vào nhà của anh cùng nhau vui chơi một tí. Cùng nhau vui chơi á? À? Ăn Tết nhỉ? Đấy. Nhưng mà hôm nay nó bận, nó không ra được. Ê Sư ơi! Ui, lửa cháy mạnh thế. Củi ở đây sướng nhỉ? Cái gà nó đang sắp đẻ đây này. Này. Anh ạ. À? Đây này. Đẻ này. Con gà mình cho đẻ đây này. Gà đẻ đây rồi phải không? Tủ cây ấy. Đẻ đây à? Đang đẻ đấy. Quả gì anh? Không biết quả này à? À quả này ăn để cho nó đỡ khát nước. Đúng rồi. Mầm đá đấy. Anh thì ăn nào? Ăn được mà. Đâu ăn đi. Bóc lên đi. Cần đi bóc, ăn luôn thẳng ấy mà. Thì
Anh dân thành phố mà cũng biết cái này à? Quả này này. Ăn đỡ khát nước mà. Thử thế nào. Ăn trước đi. Ăn cỗ đi trước, nổi nước theo sau. Để anh ăn cho chú xem. Phải sạch đấy chứ. Sạch, quá sạch rồi. Rửa quá. Cái này phải rửa quá nước đi mới ăn được. Chim ăn được thì người cũng ăn được mà. Mẹ ăn là có chứa nhiều bệnh ấy. Bệnh gì? Nhức xương khớp à? Không biết. Đấy, mến gà đang đẻ hết rồi này. Sướng chưa? Con này. Con đang ấp kìa. Con này đang ấp hay đẻ? Đây này, đấy. Đẻ trong này. Mấy quả trứng à? À. Đấy, đẻ đây rồi đấy. Có sản phẩm đấy, nhờ. Gà sắp phát triển đấy. Nhà nhiều súng kia cũng thế, nhà nhiều súng đẻ bao nhiêu rồi. Ờ, bao trứng, bao nhiêu ổ đang ấp nữa. Ừ. Vợ đang đi lấy nước rồi. Phải không? Anh gác cái thớt này vào ấy cho nó khô. Chưa được đâu, đã bắc xuống rồi á, chưa chín đâu. Chưa tí, đợi tí nữa, sôi tí nữa. Có lẽ đúng kiểu mâm đá. Cho vào luôn. Tí xào giá độ luôn. Chính nhiên mà. Con này xít gà đen đấy chứ nhỉ? Không. Không phải đen đâu phải không? Lai phải không? Gà gà gần nó bọn mình mà. Tí nữa là đen mà. Cái này cái gì đây anh Hải ơi? Cối à? Cối dạ ớt à? Đây. Đúng rồi đấy. Ừ. Mới đét đấy, chắc Ly lại làm cho à? Có thể. Mới hôm nay không đi về đấy. Ngoài đường ấy phải đất nhà mình không? Không. Có họ à? Đâu, nhà anh mỗi chỗ đá đá này thôi. Chỗ nền nhà căng gì. Đây phải không? Nguyên cái chỗ đỏ đỏ này, dây đỏ đây phải không? Đúng rồi. Mấy bãi ngô kia phải không? Đúng rồi. Cái con ở đằng sau phải đấy, không? Chú gió cậy ở dưới này này. Cái thảm báu ở trên này này. Ờ. Cái bãi rau cải xanh kia. Ờ. Của nhà anh hay của nhà ông báu? Nhà ông báu. À, còn của anh ở bên này phải không? Bãi từ bãi nơi, cỏ xanh này, bãi rau cải xanh ấy sang. Ồ, vào một nửa đấy thôi mà. Ừ. Nửa đang góc hành ta giác đây. Thế còn ngoài lề này không phải của mình à? Đúng rồi. Nói hết rồi. Của họ à? Của em à? Nhà ông cái chỗ đất tốt thì không phải, toàn đất đá thôi. Kia cái chỗ người ta trồng rau cải kia mới là của nhà của người khác. Còn những chỗ đá này này, đây này. Chó ăn đá gan sỏi này. Này. Ừ. Bùa cái dây cái ca ở đây này. Đây là của nhà anh phải không? Đây là hết đề của mình. Từ lúc 18, 16 lấy vợ lên mà. Lấy vợ đầu tiên là bao tuổi? Anh ấy, lúc đầu ấy. 18. 18 tuổi thì? Là lấy vợ đầu tiên. Vâng. Ờ. 4 bữa.
Mình anh em mình thì không khó học tập được đâu. anh hai vợ ấy. giống anh Hải ấy, anh với anh Hải là đi cùng nhau được. Nhưng mà anh sang bốn vợ ở đây. Còn hai cô sơ cua nữa. Được chưa anh? Khả năng gà vớt ra được rồi đấy. Vớt ra cái gì để xóc muối? Cái này là có cái tài đặc biệt riêng đấy nhá, mới được 4 vợ là không đơn giản đâu. Đúng rồi. Yeah. Ừ. Này nhìn thấy gái nhìn thấy đã yêu rồi mà. Đúng rồi. Yeah. Nhìn đẹp trai. Đẹp trai. Già như ông già bà ông nụ ngay rồi. Ừ. Không phải đẹp trai chứ, nhìn kỹ rất là đẹp trai. Okay. Đấy, tóc, duyên. Tóc vẫn chưa bạc đúng không? Tóc đen gì? Mình ở thành phố mang tiếng, tóc bạc hết. Tóc bạc phải như là ông già rồi. Không phải là người thanh niên à? Thanh đấy, tóc bạc là ông già. Đâu vớt ra cái gì anh chứ? Vớt thịt ra cái gì đi? Không, ngủ cũng sai. Nhưng mà đêm đi ngủ nó khắc tự tắt thì mình phải tắt nó đi. Đây. Tự tắt chứ. Mình tắt chứ. Tắt xong là chết được. Thế nhỉ? Có mua được một cái người kia mà nó phát đến cái này là cái ổn như kiểu ổn áp ấy. Ừ. Gì nữa đấy? Hả? Sa mộc anh ạ. Sa mộc hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Sa mộc này là phải không được không bị nước. Lại bắt cái này lên để luộc rau su su đi anh. Ăn rau đấy đi. Ui nóng, cẩn thận nóng. Úi dồi. Mẹ bỏ ăn trên kia. Đấy cho rau kia vào luộc đi. Đấy, ừ. Đây để tí nữa anh Hải anh Thái. Còn cái này tí Thái lòng với cả cho giá đỗ vào xào bắt đầu ok ăn cơm thôi. Đi bộ à? Đi bộ. Thế biết thế không? Em bảo anh. Còn nước để rửa giá đỗ không nhỉ anh nhỉ? Chờ đẹo, đang nói cái này được phát là nước đã về đến nhà. Rồi, thả vào được rồi. Ủa, thôi. Để anh Hải anh thả ra. Tay sạch quá. Ừ, đây thì em thả ra. Đây. Ừ, đấy cho em sự. Tay ông chứ nhìn ghê chết được. Nhìn như 5 năm chưa rửa. Nhìn nó, để xịn. Đâu ra đây xem nào, lấy rửa tay vào đây. Rửa tay vào chậu đỏ này. Bình tĩnh. Đâu giơ tay ra nè. Đấy, tay này mà định quay cái nổ xoay lên. Xoay cái nồi. Xoay cái nồi lên. Đây. Đấy, rửa tay vào chậu đấy. Ủa, úi. Cơ. À, lại cầm vào đấy. Lại cầm vào đấy là lại đen. Trời ơi, không cần cọc. Phải lấy dầu chứ. À? Dầu điện này nếu mà dùng không hết còn bán điện luôn. Đấy, nguyên cục bé bé này nếu mà không sử dụng hết còn bán điện cho quốc gia luôn. Điện lưới quốc gia. À, anh Hải chặt cái đấy đi, chặt này nóng để xóc trước thì anh Hải. Chặt gà nóng trước đi. Để xong muối. Úi dồi ôi. Cháy vô thớt rồi. Úi dồi, thớt mới chứ. Ôi dồi, thế bây giờ lấy thớt nào chặt nữa. Một bên. Dòng cái này.
Dùng cái nào? Rồi, mang ra đây để anh văn lại cái kia được. Này, anh. Quên nhìn. Quên cháy bố cả thớt. Mà mình lấy rửa đấy. Rửa rồi mà. Bắc Kinh ấy gì ấy, không phải cây nghiến nữa. Nghiến. Nghiến đỏ. Nhưng ông chưa cả thớt rồi ông đúng. Cháy luôn. Có cái gì là khẳng định là sạch được hết đâu. Ông chứ này ông ấy. Cái này chỉ là xào cái gì đây? Xào giá đỗ. Xào giá đỗ. Giá đỗ không đi. Không xào mà. Một hai miếng xào. Xào cái lòng ấy còn cái mề để ăn. Được. Dạ dày ấy. Dạ dày gà. Phải dạ dày gà không anh chứ? Phải dạ dày gà không? Cho luôn đứa bé cái nào ăn đi. Xong muối. Tí nữa xong muối mà. Hả? Nó đi ra ngoài chơi mà thoải mái. Trẻ con vùng này rất là đơn giản. Không bao giờ sợ đàn. Nó ăn hết bánh mì rồi à? Okay, coi nhá. Ừ. Đấy, con. Anh sự thấy ấy không? Con gà bé bé gọi ăn tết rồi luôn. Nhà chú to hơn nhà của anh. Nhà chú á? To hơn nhà anh. To hơn nhà anh. Chỉ là ba bốn người ăn này chỉ làm thêm. Ừ, thôi mình ăn thêm. Nhiều mà bỏ đó hai ba mông thì phải làm nhiều. Ừ. Thịt xong muối. Anh Sự ăn này vào gì ạ? Hả? Ăn qua rồi. Đến hôm nào để làm là chắc ăn thì làm thế này. Ừ. Đưa ra tiếp. Ừ. Món này ấy, chính là ngày xưa là người Mông họ du canh du cư và hay đi lại, nó cần món phải nhanh giống như ở thắng cố vậy. Đấy, thắng cố là cứ hổ đốn tất cả cho vào nấu một nồi xong ăn là đi. Gà thế chỉ cần nấu phát xong mà không phải chế biến thì rắc muối vào cái là ăn luôn. Rau kéo được rồi, rau kia súp lơ kéo dừ hết rồi. Luộc súp lơ còn lâu hơn cả luộc gà này. Không có gì vớt cả. Bày mâm chỗ nào anh Hải? Ăn trên bàn. Ăn trên bàn luôn à? Chỉ ăn máy rồi ăn. Ừ. Ui ông Hải ông Thái khiếp thật.
cả cây luôn. Đấy. Uống rượu thì ở đây ai chẳng uống rượu tốt. Đựng nước về rồi đây. Rửa giá đỗ trước thì anh. Sử dụng hết một can nước thì giờ lại phải dùng tiếp. Nước xả quá, đâm ra là tiết kiệm. Nước mùa này quá khó khăn. Nhưng mà không tách được cái vỏ ra đâu. Không cần đâu, ăn cả cái đấy nó mới tốt. Nhiều chất xơ. Xào giá đỗ ở đây anh. Anh Hải. Cho tí nước canh này vào này. Đang hết mỡ phải không? Đây em bảo. Đấy, đây nước luộc gà. À không thì bóc gói mì tôm ra lấy cái mỡ ở mì tôm ấy. Được rồi. Tí là nhiều mỡ quá. Tí mỡ quá ngấy không ăn được. Anh Sự khiếp. Khiếp không anh Sự? Thấy ăn Tết ngon chứ. Cho vào đi anh Hải. Cho vào đi, không tí nó khô lại không có cái gì đảo đâu. Không có mỡ. Cho vào nhanh tí thì không có. Mỡ nó khô hết nên lại không có gì để đạp. À bảo bóc, bóc bánh 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 trưng đi. Anh Sự bóc hộ em ấy. Chứ không biết bóc đâu. Bánh bánh trưng ấy. Có đi ông anh chứ? Vừa hết rồi, phải không? Vừa hết rồi. Ông mới xuống này. Bố anh này. Đấy, phải có bánh chưng bánh trước nó mới giống Tết nhé. Đấy, anh giải cái hế ra. Làm mấy ô mì tôm anh? Ăn Tết ăn mì tôm này mới ác. Tết là cứ phải có mì tôm rồi. Không, mì tôm sống làm sao ăn được. Ăn mì tôm sống mà nước hết. Hết nước. Cái này có cái xếp rồi chưa? Đi nó cho lại cho vào túi này này. Trả túi ra. Đấy. Là giá ngay em. Ôi, to, to. Này, bay nhá. Không có lá, có lá gì không nhỉ? Không có lá gì. Để kiếm lá để vớt rồi. Lá giờ lá chuối cũng hết rồi nhỉ? Đây trồng cái chuối đâu? Ừ. Chuối lá rong ở đây thì lại chịu chết luôn. Giá đỗ ấy, chắc sắp được rồi ấy, thế thôi ấy.